lúc today I'm talking back when you see me calling. Đừng thêm không những mấy cause with that handy hit me đi cô ôi cũng có thật là đẹp. Em biết em nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa, sao ăn rồi thì có hấp ăn chưa, nếu rồi thì đã nhớ ăn chưa. Unte nantimoto kau macam unte, kau nak marah 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 merah mate. Semua pecah, bisnis pecah, belok pecah, muka pecah. Chào em. Trai gì mà cô gái chán vậy? Mạnh mẽ nhất khoái là anh. Anh rất chào em. Anh nhà ở đâu vậy? Nhà nghỉ em. Đôi em biết tại sao con chó hay hỏi tại sao? Tại sao? Đó. Ủa anh thấy em đẹp nhất khi nào? Luôn đẹp khẩu chàng. Anh nhỏ kia nó kêu em mập như heo á. Nó dám nói gì hả? Con heo sao mập bằng em? Nếu em và người yêu cũ của anh á cùng rớt xuống nước thì anh cứu ai trước? Anh đâu biết bơi. Ngại quá, em không có đẹp được như trên hình đâu. Em yên tâm đi, trong hình em đâu có đẹp đâu. Tại sao lại yêu nụ cười của em nhỉ? Tại vì con người em quá bằng phẳng, chỉ có nụ cười là hơi cong một xíu. Tại sao ngày xưa anh không quen ông Hà mà anh lại quen em? Tại anh ngu quá. Trong tình yêu á, có ông giữ, mất kiếm đứa khác em. Halloween này anh tính hóa trang hẳn gì vậy? Người yêu cũ của em. Tại sao em lại phải mặc áo yếm mỗi ngày vậy? Anh anh có thể nâng nó cả ngày mà. Anh ơi em buồn quá à. Tưởng buồn. Em chưa ăn gì hết trơn, em đói quá à. Anh ăn rồi. Ồ, nó cỡ. Phá. Rồi.